Xin chào các bác nha. Đây, hôm nay cải hoa hồng của bên shop về đây, về hàng đây ạ. Cải hoa hồng nha. Cái cải này thì khi mà nó mọc lên ý, thì các bác nhìn thấy nó trông giống như là cái bông hoa hồng không ạ? Nó sẽ mọc tròn, đối chiếu nhau, đối xoáy nhau xung quanh tạo thành một bông hoa nhìn trông rất là đẹp. Nó sẽ có màu xanh như thế này các bác nha. Màu xanh rất là đẹp, màu xanh đậm. Cái khoảng cách mà khi mà nó xòe ra hết cỡ thì nó rơi vào khoảng tầm 30 cho đến 35 cm, tức là xòe ra rất là to. Đó, rất là to nha. Một gói này được rất là nhiều hạt các bác ơi. Một gói này được 800 hạt nha. Nhiều hạt vô cùng. Đang được trồng lên bao bì thì từ chung nha. Đó, đây. Còn khoảng cách các bác trồng cây nọ cách cây kia thì rơi vào tầm 30 cm một cây. Nó sẽ xòe ra rất là to nha. Và nó sẽ phải cần đất.